Chương bì nòng hạc sườn, vịa bứng đủ bày chè bá, tăng huyền đàn đìn mương nhé có nỉ, bỏ lại dạ cha. Cốc ngườn lọ bưa dần bay, bài nhảy bón rú la đài, cánh hầm lao bá dệt hay. Hoa và bừa trên cái cứ đầy lang tỉ, lại lưu vịa cho cao luông mi tà tẻ. Vịa bứng đủ bày chè bá khổng huyền, mưa hương cứ đầy lang tỉ. Bản nằm là xã Mương Nhé, tỉnh Điện Biên, mi cài hỏi nừng chua hơn, cắp cài chết hỏi hùa côn, mèn bò mè côn mông kiến rủ. Bản nằm là đầy chính quyền địa phương, rào bứng đủ bảy chè cài bát nừng hay tà bá. Hàng pì bản đầy bằng ca đủ bá chằm tỷ nừng mắn ngơn. Vậy nho sùng hỏi trời bứng đủ bảy chè bá hở dần bay, cản ngàn bưng chu hàm lao bá. Vì ở trên báo chu tạt bùn khổng luật bá pu đẩy chính quyền địa phương cảnh chủng mũ chức năng cạt kiên năm dệt lâng chơ khay nỉ bản thầm là có tặng đầy xí tổ bứng đủ bảy chè bá mỏi tổ mi té xíp hô họt sao côn hàng tuần chip bản biến cằn bảy bứng đủ bá đẩy rào té sóng họt xám tưa khẩu mua lanh khàn vịa bứng đủ bá đẩy năm dệt hàng mử bòm cắp bứng đủ bảy chè bá chu tổ nhăng lao thàng tăng cằn phay mày lam sớ bá bảo vệ rừng ngay từ đầu mùa khô. Kiểm lâm phụ trách xã Mương Nhé tế hùa pì co họp dần họp bàn chen báo nếu chưa dưng nần côn dần ha tư bứng đủ tà đìn bá đẩy rào dần bay hô đẩy khú lời đi khóng việc bảy chè bá dưng nần trách nhiệm bảy chè bá mưa hương đi xưa bản păng mỏi pì bản nằm vi xã nằm vi tỉnh Điện Biên đầy bản dài cài bét hoi chiều mặn ngơn đủ bá imen thủ nhập nhở đối cáp khum dần rú nhóc bò lại dạ cha xương nằm vi vầy bảy chè tà đìn bá đầy rào vịa bứng đủ bảy chè bá có đại bản sùm chờ áo khẩu hiện bản không mương vầy chấp năm ha và phân lại khum bá khổng bản rú lắc khum dần rú lắc hồi nằm chu tảng trường phàng phong đắp mọt vay hê đẩy bồng chờ dưng năn khủ đáng bồng chờ khẩu dần bay bản nằm vi lò dệt sưng sư cản ngàn đầy bưng cốc ngườn dệt mi o vay mày bá tổ nói chung là một tuần hay một ngày gì các kiểu thì nói chung bản nằm vi mi pét hỏi hay ta bá các cá ngươn đủ bá lò pét hỏi chiều mặn té chưa mi chính sách đi dần bay cuồng bản có nhau súng mỏi chờ bảy chè bá xã xín thầu huyện mương nhé mi dàn xếp chết ban hay ta bá quảng nằn mi cài xếp ết ban pét hỏi hay ta đìn mi bá luông hồng khèo khổng bá cài chết xếp vân hỏi té chắc kỳ chùa đơi ma côn hà nhì nằng xín thầu lưng le bá hùa huổi hùa bò bê dương xính khòng quý panh dưng năn có đầy dần bay bảy chè đì hùa chờ cánh trách nhiệm bứng đủ bảy chè bá đầy xúp xiên chiên tàm té chùa nì hót bản nơ té chơ năm dệt dịch vụ bằng ca đủ bá mỏi pì chú bản khuống nhằn khoán bảy chè bá nằng xã xín thầu đầy nhằn bản bâng gian xảm xếp ế tỉ mặn trôm hạp bứng đủ bảy chè bá dần bay rú xín thầu mi tướng vệ dệt cảnh thủ nhập đây kiển rú yếm po nỏ bòm xưa bây giờ hiện tại bây giờ là bảo vệ rất là tốt rừng với là quan trọng nhất là cái rừng là té châu té đại ma bảo phú có bảy chè bá đầy đi hót lan lộ làn khai nỉ cỏ xương nằn cần sản xưa lọ bá đối cấp côn hà nhì kiển rú bưng sở bá pu nằm cỏ té bá lầy ma và báu bảy chè đầy bá hư chi báu mi nằm sủ xung khỏi cỏ bảy chè bá đầy đi bá ở mi o bưng chu phai mẩy lam bá xảm bườn hùa pì sóng văn bài sao xỉ hạt kiểm lâm huyền mương nhé cỏ cạt kiên năm dệt đẩy chằm hà xiếp chu chiên báo nếu chưa chằm sóng văn từa côn dần tinh cá huyền chôm hạp tẻ bưng luông vịa tè tè nàng huyền mương nhé hở hiền vịa búc hanh chiên báo luột bảy chè bá hở chu khùm dần rú cỡ đẩy lang đì chảnh tre lò luông chôm hạp khổng tinh cá hỏng chính chi cánh dần bay cuồng vịa bứng đủ bảy chè bá cài nằn gión dạ cha ở chính quyền cơ sở cảnh chủng ngũ kiểm lâm quảng vịa cản ngàn bưng chu hàm lao bá
phòng cháy chữa cháy rừng, săn bắt thú rừng và công tác quản lý lâm sản trên địa bàn xã Xin Thầu. Xung khỏi có tật tành lung bùn vịa dê tinh số ủy ban nhân dân xã, mà tăng bứng đủ bảy chè phàng phong phai mày lâm bá, sắp bén tổ bá, cánh vịa bứng đủ trương bá khổng pu nẳng quảng xã. Xung khỏi có lung bảy châu bàn trên báo hở dần bay, mà tăng bứng đủ bảy chè bá, có bê xương trương bá khổng pu. Xung khỏi trên cái vịa bứng đủ bảy chè bá, hư chủ tổ đồi cỏ lưng chơ bứng đủ nẳng khùm bá đầy rào. Cũng như mọi năm thì đầu mùa khô là mùa làm nương và đốt nương của bà con nhân dân trong xã, thì xã chúng tôi cũng đã rất là chủ động và lãnh đạo xã cũng xã Đồng Vi xung khỏi mi sảm tàng bá cáp cài sảm băn 6 hecta quảng nằn hạ hỏi chiếc xếp hạ hecta bá bảy chè nhân tòa đời lọt bá pu ở mày pe xương chủ pì hùa pì mèn mua chút hay khổng dàn bay. Xã xung khỏi có khăn khang phải họt từng bàn uẩn ba chú chảo bá lưng chơ bứng đủ cùng bá đẩy rào kẻ cầm lập tân vương chu dệt vi xử lý theo quy định của pháp luật. Huyền Mương Nhé mi tả đìn chằm hoi nừng hốc xếp ban hecta quảng nàn cài hoi nừng xa ban hecta đìn bá pu luông hôm khèo khổng bá cài hạ xếp hạ phân hoi mẹ nừng cuồng bưng địa phường mê đìn bá pô quảng cánh lô hôm khèo khổng bá lại xưa đẳng tỉnh Điện Biên. Vậy bảy chè tà đìn bá mê khai nỉ hạt kiểm lâm huyền Mưng Nhé cỏ cạt kiên gấp chính quyền xếp ết xã cuồng tinh cá huyền tùm pô lầu chủ bản uẩn ba phàng phong phai mẹ bá bòm nằn có tẳng chằm hoi nâng tổ bứng đủ bảy chè bá cấp thôn bản cấp chằm bắt nừng sòng hoi côn chôm hạp nọ nặn o đối khắp bưng tà đìn bá rú tó đèn lâng mi o tránh trinh càng chu xã quảng huyền chủng mú kiểm lâm quảng phòng lâng chơ cạt kiên năm dệt vịa bứng đủ cằn ngằn côn sạt nhầm đìn bá hầm lao bá dệt hay phít phép để bảo vệ tốt cái diện tích rừng hiện có trên địa bàn và đồng thời là đơn vị cũng đã chỉ đạo lực lượng chằm và việc bứng đủ bảy chè cái phang phong phân mẻ lăm bá cơ đầy lang đi ha và xung khỏi báo hở phép chào đúng ngay báo và chơ đờ cơ đầy bồng chờ lưng chơ tớn lau chu tạt bùn ngường chi mi o bưng luông dệt phít mắt tang bá nẳng của huyền điều tra xác minh xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm luật lâm nghiệp. Vịa bứng đủ bảy chè cánh phàng phong với mẹ bá đảng huyền Mưng Nhé tỉnh Điện Biên có phong phân bốc chưa mạ bè bá pu tòi luông hưởng hy hàng păn cho hơn mi tửng vịa dệt nho sùng đơi kiển rú té vịa bứng đủ bảy chè bá và bưng khủ nuống ban khát khổng của vịa bứng đủ bảy chè phàng phong phai mẹ bá đầy kẻ cầm khát năng bá pu đảng huyền đè đìn Mưng Nhé chi xếp tàm mạ bè cắm khèo.